Ủa làm gì ngồi đây? Sao không vô trong đi? Hôm nay thì không vô trong. Ngồi đây nói chuyện. Tự nhiên không vô trong thì kêu tôi tới làm gì? Ê, cho có giờ anh coi. Bữa nay tôi không có bán. Tôi có việc phải về sớm. Chị qua bên đây hay bên đây chị mua giùm. Trời ơi, rau ngon vậy chị bán cho người ta chảnh gì kỳ vậy? Hả? Bán mà chảnh. Bận gì? Chứ bận đi hẹn hò với trai chứ bận gì? Quá trời rau ngon vậy chị bán cho người ta là sao vậy? Làm gì vậy? Ta mua cho làm gì? Nè chị, tôi nói cho chị nghe nha. Tôi nói chuyện với chị rất đàng hoàng. Chị có cái thái độ như vậy là không có mua bán gì hết. Chị đừng có kiếm chuyện với tôi nha, thái độ này là thái độ kiếm chuyện nè. Kiếm chuyện gì? Rau gì bán mà chẳng chẻ vừa thôi. Tao muốn mua mày nói bận gì? Hả? Giờ bận đi hẹn hò trai tới giờ đúng không? Kiếm thêm giống đúng không? Kiếm thêm để đẻ đứa con gái rồi đi nói nghiệp mẹ đó đúng không? Thôi, tao nói á, có hai đứa con quan rồi cũng tội nghiệp lắm. Bây giờ kiếm giống để mà kiếm thêm chục đứa cho nó vui cửa vui nhà mà. Ờ đúng rồi, nghe quên. Trời ơi, sợ mất giống nên đi kiếm con gái đúng rồi. Thông cảm đi trời ơi. Nè, tôi cảnh báo nha. Gì? Đụng tới con này sao cũng được ha. Đụng tới con tôi á nha. Ê, là tôi không có để đâu nghe chưa? Nói tôi thích nè. Chị này thăm gì? Tôi chỉ luôn hai tay chị làm gì tôi? Chị làm gì tôi? Cái con này. Cái con này. Ơi, có sao không? Không, tôi không sao đâu. Để tôi lấy dầu xúc cho bà nha. Thôi, 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 thôi. Bà Nho, hả? Bà nói hàng giùm tôi nha. Tôi về nhà có chuyện. Vậy hả? Rồi, yên tâm đi. Để đây tôi coi cho. Mấy bà dữ quá trời. Nói chuyện hàng giùm tôi nha. Được rồi, được rồi. Chỉ rằng bà Năm á, bà mê ông Sáu. Nhưng mà mấy bà này làm vậy là quá đáng lắm á. Thì bởi vì đúng là quá đáng luôn á. Dữ quá. Thì ngồi đây cũng được, tùy My thôi. Ngồi đây cũng lãng mạn mà, ha. Có gì thì nói đi. Làm gì nhìn ghê vậy? Tôi thì ổn. Nhưng người có chuyện là cậu. Ủa, tôi có chuyện gì? My là người kêu tôi tới đây mà. Mỗi khi cậu nói cậu bận vì phải nói chuyện với phụ huynh. Ừ. Không tới được. Có phải là cậu đang ở với con đó hay là nhiều con khác nữa? Con nào trời? Tự nhiên nói gì kỳ. Tôi đang hỏi một con hay là nhiều con? Đã nói là không có con nào mà. Trả lời đi. Trả lời đi. Thì một con. Mà nó là cà ve mà. Nhìn nó là tôi biết rồi. Tôi đang hỏi là mấy đứa. Thì con nhỏ đó là rầu ruột. Còn mấy đứa linh tinh thì không có tính. Thôi đi. Nghe nè. Quan trọng
My vẫn là người mà tôi yêu quý nhất, đúng không? Ừ? Tất nhiên rồi, vì tôi là người trả tiền mà. Còn cậu, lấy tiền của tôi đi trả công cho những đứa đó. Cậu nghĩ đi, những đứa đó có xứng đáng ăn tiền mồ hôi nước mắt của tôi hay không? Nếu như không có tiền của tôi thì tụi nó coi Thịnh như cỏ rác mà thôi. Nè, có cần phải nói gì không? Tôi buồn đó. Tôi nói lần cuối, chấm dứt ngay. Ủa My làm gì ghê vậy hả? Tôi là tuổi trẻ đúng không? Thì tôi chơi chút xíu thôi mà, có gì đâu. Còn tôi thì sao? My nghĩ sao vậy? My không lẽ giờ My hạ thấp mình ngang hàng với đám đó hả? Ghen tôi gì đám điếm đó? Cô làm gì vậy hả? Cô không phải má tôi hả? Hôm nay tôi sẽ trả nhà, không thuê nhà nữa. Chấm dứt, đừng bao giờ gọi cho tôi. Tôi không cần hả? Tôi tưởng mình là ai vậy hả? Nhìn lên mình đi, đừng tưởng mình ngon. Dạ, chứ cà lần đầu gặp á, ôi không có bà, tôi không có thiếu gì gái nuôi tôi. Nãy giờ rồi kìa, tao với mày đi vô xử thằng nghịch tặc đó. Đi. Ông chơi gì kỳ vậy? Ông biết đó là má anh Kiệt mà. Nè, rồi thằng Kiệt đã biết chuyện này chưa? Chưa. Anh em với nhau mà sao chơi gì kỳ vậy? Là bà cụ tao trước chứ không phải tao ha. Bà cầm tiền á, bà đập vô mặt tao á, ngu sao tao bỏ. Rồi ông định mai mốt ăn nói với anh Kiệt sao đây? Ăn nói cái gì hả? Nó đâu phải là một thằng đàng hoàng đạo đức đâu mà tao phải sợ nó. Mày nghĩ đi, bà không bao tao á thì bà cũng bao thằng khác à. Bà quen chơi trai trẻ rồi, về gặp thằng chồng già chán giúp bà. Ê, tao nghĩ vậy nè, bây giờ á bà chán tao rồi, hai đứa bay á, coi thằng nào được á thì nhảy vô đi. Trời. Tao đưa số điện thoại liên lạc cho ha. Chúng mày phí lắm á. Ê, sao nói vậy mà nghe được á? Vậy nghe rồi sao, có chuyện gì? Đang nằm ở nhà rồi chơi được không mày? Ê, mà quan trọng là thằng nào trả tiền ha. Thôi quên đi ba, tao hết tiền rồi. Ngân hàng của tao đóng cửa cả tháng nay rồi, tiền ăn mì gói cũng có nè. Má, ở nhà má có nấu gì ăn không vậy? Con đói quá. Ủa, nay con không đi chơi với bạn sao? Dạ không, con chán rồi. Với lại ăn cơm ngoài hoài cũng ngán lắm má. Làm sao ngon bằng cơm má nấu được? Ừ? Mà nè. Dạ. Sao lâu rồi không thấy con đưa tiền chợ cho má vậy? Tháng này hàng may ít quá. Mà giờ tới cuối tháng thì nhiều việc phải lo nữa. Mà má thì... Con biết rồi. Thôi con vô con nấu mì gói con ăn nha.
Em nói với Khánh á, chiều nay khách hàng tới đây để chọn mẫu xe. Có gì á, tiếp khách giùm chị có việc đi ra ngoài một chút. Dạ. Anh tưởng là em không tới chứ. Anh nhớ em nhiều lắm. Hôm nay nếu mà em không tới, anh không biết anh phải như thế nào nữa. Hết tiền rồi đúng không? Cái gì mà tiền? Bộ em nghĩ là cứ mỗi lần em gặp anh, em đưa cho anh là giống như những người ăn bánh trả tiền vậy đó hả? Hôm nay anh gặp lại em là tại vì anh biết em đã dạy cho anh một bài học nhớ đời. Em đã cho anh biết được là không có người phụ nữ nào yêu anh nhiều hơn em. Anh phải trân trọng điều đó. Anh xin lỗi, là do anh trẻ người non dạ, đam mê bồng bột. Từ đây á, anh sẽ không như vậy nữa. Em đã cho anh biết được là anh nhớ, anh thương em nhiều như thế nào. Chưa từng có một người phụ nữ nào mà khiến cho anh phải khổ sở như vậy. Mình tha thứ cho anh nha. Tôi rất sợ những loài đàn ông dẻo miệng, dễ dàng nịnh nọt tán tỉnh đàn bà khi rơi vào bước đường cùng. Anh Sáu, tới đây làm cái gì? Dạ. Hả? Chắc tới đây làm cái gì? Có chắc là có sự hiểu lầm. Đi ra khỏi đây. Đi. Anh Sáu, đi ra khỏi đây. Anh bình tĩnh, anh nghe em nói nè anh Sáu. Anh Sáu, khoan đã. Chắc là anh hiểu lầm em thôi. Thế làm cái gì? Hả? Bà có tin không? Bà có tin bà còn đứng đây một cái là tôi giết bà, tôi thọc tiết bà giống như thọc tiết heo không? Đi. Ôi trời, nè. Tôi đây. Ừ.
Trời ơi, dám nói mình là con heo hả? Đồ ăn chay già thối, chảnh chó hả? Tưởng mình ngon lắm hả? Tôi nói thiệt nha, tự nhiên tôi thấy ông nghèo cho nên tôi muốn đem về tôi nuôi để mà tôi làm phước. Hèn gì nghèo mày đặt chảnh chó. Nó đặt có cần nghe chưa? Bà mà đứng đây mà nói là tôi thóc tiếc mày bà đó. Tôi nói cho anh biết, tôi không trả cho anh những ngày, những cuộc, nhưng gộp lại tôi cho anh những thứ. Nó hơn gấp nhiều lần so với những lần anh đi xô lẻ bên ngoài với những người phụ nữ khác. Đổi lại, với những cô gái trẻ, thì chỉ có điều là rỗng túi đi về thôi. Cho nên tôi sẽ không bao giờ tin anh quay trở lại đây với tôi chỉ vì yêu đương nhăng nhít. Chẳng qua vì hết tiền, hết đường sống nên mới quay lại đây với tôi, đúng không? Xin lỗi em, không có em anh vẫn kiếm được tiền được. Còn nếu em nghĩ là tôi lợi dụng em á thì xin lỗi nha, tôi không làm mất thời gian của em nữa. Tôi vẫn cần cậu, nhưng tôi nói cho cậu rõ, không phải vì tình thương mến thương gì đâu, nhưng vì tôi là người trả tiền cho nên tôi muốn sở hữu độc quyền. Cũng chẳng phải ghen tuông dớ dẫn, nhưng vì tôi muốn có một người tình nhân sạch sẽ, không quan hệ lăng nhăng, để mang bệnh về cho tôi. Sao không nói sớm? Nếu muốn độc quyền á thì trả tiền cao hơn thôi, có gì đâu. Tôi thích thẳng thắn như vậy tôi nói chuyện không có ngượng miệng. Được thôi, coi như là thỏa thuận hợp đồng. Đó, chúng ta nhớ thực hiện đúng theo thiết kế bản vẽ này. Đây, cái vị trí này là chỗ này, nhớ nha. Dạ. Đó, rất cẩn thận. Đây nữa nè. Dạ. Anh Quang. Nhớ đây làm việc tiếp đi ha. Dạ. Trời ơi, anh Sang. Trời nắng nâu như thế này á, không cần anh ra đây chi cho nó cực. Ở đây có tụi tôi thường trực rồi. Không ra sao được, lâu lâu cũng phải thăm chừng chứ. Ở đây á, có cậu Lâm á, tôi cũng đỡ lắm. Anh biết không, cậu ấy vừa giỏi, lại vừa siêng nữa. Một mình cậu ấy làm việc á, bằng mấy người khác luôn. Tôi thấy mà, thằng này rồi sẽ rất khá. Mà anh cũng đừng có lo nữa, thiết kế như thế nào, bản vẽ ra làm sao á, tôi sẽ làm giống y chang như vậy luôn. Bởi vì tôi thường xuyên giám sát kiểm tra liên tục mà. Lâm ơi, ra đây chú. Dạ. Anh thì tôi tin rồi, nhưng mà lâu lâu phải thăm chừng để coi có phát sinh gì không. Dạ, cháu chào chú Sang. Chào con. Sao, thấy làm việc ở đây thoải mái không? Dạ, quá tốt luôn á chú. À, có con ở đây làm việc, chú thấy con làm việc rất là tốt. Rồi phụ cho chú Hoàng nữa, chú yên tâm lắm. Bởi vì công việc nhiều quá mà, chú Hoàng làm một mình không có xuể. Dạ, chú đừng có lo, chú Hoàng nhiều công sự lắm. Với lại con cũng chỉ mới học việc thôi à. Nhưng mà làm việc ở đây á, rồi đi lại, con vừa học vừa làm cũng bất tiện lắm. Dạ, năm nay con cũng lên năm thứ năm rồi, cũng phải ráng chú, cũng phải vừa học vừa làm để kiếm thêm tiền mà còn tốt nghiệp nữa, đỡ phải phiền má cháu mấy cái chuyện tiền nong. Với lại con cũng mới chuyển về gần đây, đi học là hơi xa, nhưng mà giờ có xe máy rồi chú, đỡ cực lắm. Ủa, con chuyển nhà hả? Dạ. Mà sao phải chuyển nhà? Dạ, nghe má của con nói là cái giá nhà thuê cũ mắc quá. Mà bây giờ buôn bán thì nó ế ẩm, má con gánh không nổi, về đây thì nó rẻ hơn. Mà cũng hên cái là về đây cái gần công trường luôn. Vậy cũng tốt. Thôi được rồi, hôm nào hai chú cháu rảnh á, ghé qua nhà tôi chơi, rồi sẵn tiện mình bàn thêm công chuyện ha. Dạ. Thôi, rồi. Tôi đi nha. Dạ. Chú đi ha. Dạ chú. Bye bye.
Phải công nhận là chưa bao giờ mà tôi gặp một người phụ nữ lạ lùng như là My vậy. Phải nói là một người phụ nữ lớn tuổi mà thịnh tần lên giường. Không hẳn như vậy đâu. Ở cái độ tuổi này, đối với nhan sắc của My, những cô gái 20-30 cũng phải ganh tị nữa. My có biết là My đẹp đúng không? Ừ. Chẳng qua họ ganh tị vì tôi có thịnh thôi. Nè. Ừ? Hay là hôm nào mình đi đâu chơi đi. Ở Sài Gòn hoài tôi cảm thấy chán quá. Cũng đừng đi quá xa, gần gần Sài Gòn cũng được. Để có việc gì thì chạy về để giải quyết. Cũng được. My muốn đi đâu thì tôi đi đó. Miễn sao My vui vẻ là được rồi. Cuộc đời của tôi lớn lên chưa biết yêu thì đã lấy chồng, chưa biết gì thì đã có con, rồi sau đó cặm cụi kiếm tiền, chẳng biết yêu chơi là gì hết. Cho nên từ bây giờ tôi sẽ thương lấy bản thân mình nhiều hơn, tự tìm vui cho cuộc đời mình. Đúng đấy. Cuộc đời chỉ được sống một lần thôi. Đại đoạn mày làm gì? Cứ đi vui được lúc nào thì quý lúc đó. Tới bây giờ tôi mới nghiệm ra được điều đó đó. Hồi nãy á, tôi biết là mày giận tôi lắm, cho nên mày mới nói những câu nặng nề như vậy. Còn bây giờ vui vẻ lại rồi nha. Tôi hỏi thiệt nha, mày có yêu tôi không? Không. Trả lời nhanh vậy. Hôm nay nó sau tất cả nãy giờ mình vui vẻ mình có với nhau, mày vẫn chưa thay đổi cái trạng thái tình cảm à? Đâu có cần phải thay đổi gì. Điều đó là nó hiển nhiên rồi. Ba. Ba. Con ăn cơm đi, ăn cơm đi. Ăn gì nữa giờ? Con ăn xong rồi hả? Thôi dọn đi. Ba cũng ăn xong rồi. Ba không khỏe hả? Đâu có, ba vẫn khỏe mà. Có gì đâu, dọn cơm đi, dọn đi con. Khỏe gì mà thẫn thờ giống như người tương tư vậy? Mà tương tư thiệt chứ gì nữa? Từ hồi gì hai gì đông đi là thấy ba thay đổi dữ lắm. Ba, con ấy bây giờ đi kiếm hai gì đó về cho ba nha. Này, đừng có nói tầm bậy tầm bạ con. Thì thật ra ba chỉ lo cho chị hai. Ba thấy chị hai cực khổ quá. Lớp nào buôn bán ngoài chợ, lớp nào phải lo cho cô đông, rồi lớp nào phải lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Thay vì người ta ở đây rồi có bà con lối xóm mỗi người phụ một tay cho, không chịu tự nhiên ở chi cho nó xa xôi, rồi ăn làm sao, uống làm sao, ở làm sao, còn cuộc sống sao ba cũng không biết được. Ba làm con thắc mắc lắm nha, trước giờ ba có bao giờ lo cho ai đâu. Ba còn nói với con là ba ngán đàn bà nữa mà. Ba sợ rổ rác gặp lại với nhau rồi con có gì ghẻ, rồi con bị hành hạ, rồi bla 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 các kiểu. Mà nói chung á, dì hai thì đã có chú Sáu lo rồi. Chỉ có từ khi dì Đông về đây nè, ba mới khác thôi. Lúc nào ba cũng lén lút nhìn qua bên kia thậm thà thuần thục, ánh mắt mơ màng đồ. Xong rồi ngay bây giờ nè, dì Đông đi nè, ba tương tư, ba thẫn thờ, ba nhớ dì Đông hả? Thôi nói tầm bậy tầm bạ không à. Không. Ba quan tâm ai đâu, nói tầm bậy không à. Con này. Ây, kệ ba đi. Con nói rồi đó. Con là con lúc nào cũng muốn ba được hạnh phúc hết á. Ba kiếm được người phụ nữ khác con còn mừng nữa. Ba biết rồi đó. Con mà gả ba đi được là con mừng lắm luôn. Ba đừng có giấu con gì hết. Có gì cứ nói cho con biết. Cái con này. Mà nè, thôi, ba đi công chuyện chút. Nếu muốn đi đâu á, thì cứ khóa cửa rồi đi đi.
Ba có đánh cho ba một cái thêm có chìa khóa nữa rồi. Ba về thì ba tự mở cửa, nghe không? Trời ơi! Trước giờ ba đâu có đi đâu ra ngoài đâu. Bây giờ đánh thêm bộ chìa khóa nữa, có nghĩa là sẽ đi rất nhiều. Kìa. Kệ tôi. Hồi trước tôi không có đi, bây giờ tôi đi bù lại được chưa? Bây giờ con muốn ba ở trong nhà này giống như tù nhân ở trong ngục vậy đó hả? Thắc mắc thôi, ba đi đi. Đi lâu lâu nha. Không lẽ mày chỉ cần tôi vậy thôi đó hả? Nếu như mà cần Thịnh về chuyện tình dục thôi á thì Thịnh đã sai rồi. Tôi mà cần thì Thịnh cũng thừa biết có rất nhiều đàn ông để tôi lựa chọn. Nhưng tôi thích cái cảm giác nằm trên giường với một người đàn ông của riêng mình, thuộc về mình. Tôi biết những điều đó đối với Thịnh chỉ là giả tạo thôi. Nhưng ít ra Thịnh cũng luôn tỏ ra Thịnh thuộc về tôi. Chỉ là vui vẻ với nhau, có cần phải nghĩ nhiều vậy không? Thôi bỏ đi. Khi nào mày muốn đi? Để tôi thu xếp công việc, dặn dò trợ lý coi mấy cái hợp đồng trong tháng này. Trước khi đi á thì cũng phải gửi ít tiền về cho mẹ của Thịnh chứ. Mày đúng là một cái người phụ nữ quá chu đáo luôn. Phải chi mày chưa có chồng, tôi tình nguyện làm phi công có biên chế. Thôi đi, Thành đừng có mơ mộng diễn dông nữa. Tôi vẫn đang còn biên chế đó nha. Tôi chưa bị đuổi ra khỏi cuộc hôn nhân hợp pháp của mình đâu. Trước đây thì tôi cũng từng có mơ ước là mình được tự do để đi lại với những người khác. Nhưng với Thịnh thì không. Nói cho Thịnh biết, tôi không phải là một bà già khờ khạo đến mức để Thịnh có thể dắt mũi đi đâu thì đi, muốn lột sạch cái gì đó thì lột. Tôi cũng biết giới hạn mối quan hệ và tuổi tác của hai đứa mình. Tôi sẽ kéo dài mối quan hệ này đến lúc nào mà Thịnh nhìn tôi không còn hứng thú gì nữa. Thì lúc đó cả hai đều được tự do, không ra buộc gì hết. Ngồi với anh được không ạ? Không cần đâu, tôi muốn ngồi một mình.
sao mấy con bò này nó mập quá vậy má Đông? Nó phải mập vậy nó mới có sữa chứ con. Sao con không thấy con bò nó cho con bê bú vậy má Đông? Người ta nuôi mấy con bò này nè là để lấy sữa bán cho người ta uống. Còn mấy con bê hả? Nó bị đem vô cửa hàng bê thui hết rồi con. Tội nghiệp nó quá. Vậy là nó không được bú sữa mẹ nữa. Sinh ra là kiếp con bò con bê á là nó phải chịu cái số như vậy. Còn con người ta chắc khổ sở lắm thì mới không có cha có mẹ. Vậy là mấy cái người đó cũng giống như là lại bò là bê rồi. Giống như má con mình đó là may mắn lắm rồi. Gặp được người thương yêu đùm bọc. Chứ trên đời này thiếu gì mấy đứa trẻ chết đường chết chợ con. Cô Đông. Tới nào vậy? À, tôi cũng mới tới à. Ủa, hai mẹ con tính học nghề nuôi bò hả? Làm gì có. Mướn nhà ở đây thấy người ta nuôi bò rồi hai má con tôi ra đây coi chơi. Sức tuôn về sao mà nuôi. À, vậy hả? Mà anh tới đây có chuyện gì không? À, ủa, chị Hai không có ở nhà cô Đông? Chị Hai tôi đi ra chợ kiếm chỗ bán rồi. Mấy bữa nay kiếm được mấy chỗ mà chưa có ưng. Thôi để tôi chạy ra ngoài chợ coi chị Hai có cần gì giúp không để tôi giúp cho chị nha. Ủa chị Hai. Ê trời đất ơi, chú Hướng, chú làm gì ở đây vậy? Trời ơi, chú tới nhà tôi như vậy đó, rồi rủi á, nó theo chân chú rồi sao, nó biết chỗ này rồi sao? Trời ơi, chị bình tĩnh đi. Trước khi mà tới đây á, tôi cũng chạy vài vòng hết rồi. Ngó tới ngó lui á, không có ai bu đích theo tôi, cho nên tôi mới quẹo thẳng vô đây đó. Chú có chắc không? Chắc mà, chị yên tâm đi. Thôi dựng cái xe cái đó đi, vô dạ. Nhà tôi với chú ngồi nói chuyện. Dạ, dạ, dạ. Gì vậy anh? Vô coi nè, mấy chữ ngọc này ha, bên em mới làm nè. Này dì mua về dì tặng cho con cháu ở nhà là đứa nào cũng thích luôn á. Còn anh nữa, bên đây nè em có mấy mẫu mới về nè. Đó, anh xem coi, mua về cho ba vợ anh á. Là ổng hả, không có chơi anh gả bạn gái cho anh liền luôn á. Ờ, lấy cái này cho tôi coi. Dạ. Cái này cũng hàng nhà em tự làm luôn á cô. Anh nè, anh thấy mấy mẫu này được không? Này nhà làm á, chất lượng lắm nên anh yên tâm nha. Mà công nhận á, má của anh đẹp thiệt á. Phụ nữ Sài Gòn có khác ha. Má em á, tầm củi của cô nè. Mà già, xấu xí, đen thui à. Người dùng biển mà anh. Mà má anh đẹp vậy chắc ba anh phải giữ kỹ lắm ha. Mẹ của em á, có vô duyên cỡ như em không? Hả? Nè, đây là bạn gái của anh á. Đẹp như hoa hậu gì mà em nói gì vậy? Mà nhìn kỹ hai người cũng đẹp đôi thiệt. Thôi, lấy cho tôi cái này đi. Dạ. Cái này nè. Dạ. Bao nhiêu đó? Dạ, của cô với lại anh 200. Dạ, cảm ơn cô. Lộn. Cảm ơn anh chị nha, lần sau có ra ủng hộ em. Chúc anh chị hạnh phúc nha. Dạ thưa bà, với cậu dùng gì ạ? Cho tôi tôm hùm hấp, ghẹ rang muối,
Nghêu ha. Ừ. Nghêu hấp xả. Gì nữa không? Ốc hương ha. Ốc hương. Dạ rồi. Thành có ngày khi người ta gọi mình như vậy không? Thành chỉ sợ My thôi. Chứ còn đối với Thịnh á, quan trọng là mình quan hệ với nhau thế nào.